Ok, chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay các bạn biết không, ngoài cái vấn đề vệ sinh cái lồng giặt của cái máy giặt á, mình vệ sinh luôn cái ống thoát nước của cái máy giặt nha các bạn. Các bạn xem nè. Chúng ta vệ sinh trước nay cái lồng giặt và cái mâm giặt các cái phải không? Rồi chúng ta phải vệ sinh cái ống nước thoát nước của cái máy giặt ra nè các bạn. Vì chính nó cũng là một tác nhân nó gây ngạt và nó gây hôi quần áo của chúng ta nữa, hôi cái bốc mùi lên các bạn. Bây giờ các bạn xem nha. Đây, nhưng mà trước khi xem nó dơ tới mức độ nào các bạn, đây nhìn đây cái phốt, chỗ cái phốt mà thoát nước á, khi mà chúng máy giặt nó chuyển qua cái chế độ là xả cái nước ra đó các bạn, thì đây là cái liên quan tới cái phốt này nè, nó có cái lò xo ở bên trong nó dơ tới mức độ như vậy nè, phải vệ sinh nè các bạn ha. Còn các bạn nhìn cái ống nước nè, mình đọc ra cho các bạn xem nè đó. Chúng ta vệ sinh lồng giặt bên trên, chúng ta phải vệ sinh luôn cả cái ống ở bên dưới, tại vì chính những cái này là nó cặn bám nó dơ, các bạn thấy nó sạch rồi đúng không, cặn bám nó dơ nó không thoát nước được nhiều. Cái thứ hai là nó có cái độ hôi trong cái lồng giặt, nhiều người nó máy vệ sinh mình vệ sinh sạch rồi mà sao nó cứ hôi 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 là tác nhân. Đây bây giờ các bạn xem nè, cái ống này nó ra dơ tới mức độ nào các bạn nhìn thấy đi, đây đó các bạn thấy không, nó ngẹt luôn cái đường thoát nước của mình luôn đó, trong cái lồng ống thoát nước của cái máy giặt đó các bạn, chứ không phải là cái gì ghê gớm cái gì xa đâu. Đó, những cái cặn dơ của cái quần áo với xà bông đồ này nọ đó, nó đóng thành bợn thành cục luôn nè các bạn, mới nhìn giống như những cái hoa văn trên cái gạch đá hoa cương đúng không các bạn. Nè các bạn nhìn nè, đây mình móc một miếng lên cho các bạn xem nha. Nè đây là những cái bùn đất nó nhão nhẹt đây nè các bạn, biết không, chất dơ nó cặn lâu ngày ở trong ngay chỗ cái co đó, cái co của cái máy giặt khi mà nó thoát ra khỏi nước, thoát nó khỏi từ cái mâm giặt, lồng giặt nó thoát ra cái mâm, thoát thông qua cái mâm ra cái co để đi ra ngoài, cái đường ống là nó nghẹt như thế này nè. Mình mới vừa rửa máy giặt và rửa luôn cái ống đó các bạn, mình thấy không, nó rất là ghê đó. Các bạn lưu ý nha, phải vệ sinh sạch sẽ máy ha. Rồi chào các bạn nha.